lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 3 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, thiên tài giúp cho con giáp tuổi Mùi có được lợi thế hơn về tiền bạc so với những người xung quanh. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi hàng ngày nhận thấy Tý Dậu tương phá khuyên bản mệnh hôm nay không nên làm điều gì mà con giáp tuổi Tý không chắc chắn. Sẽ có nhiều người ngăn trở khiến bạn sẽ thấy rằng mất sự kết nối với những người xung quanh, không nhận được sự thấu hiểu. Một ngày hoàn hảo cho công việc khi mà sự giúp sức của thiên ấn để con giáp tuổi Tý có thể hoàn tất được vô khối các trách nhiệm được giao phó nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực của mình. Chính vì thế, bạn có thể gây bất ngờ cho mọi người xung quanh và chính bản thân bạn bằng thành quả lao động có giá trị. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên kiêng cữ, khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Bản mệnh nên lưu ý để kiêng kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, quý nhân trợ giúp khắc phục khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, quan tâm nhiều hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, suy nghĩ chín chắn trước khi đưa ra quyết định. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tương, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hôm nay, con giáp tuổi Sửu cảm thấy trân trọng hạnh phúc đang có khi có sự chăn trở của tam hợp. Nhờ sự thấu hiểu mà bạn càng yêu thương người ấy hơn, với những người độc thân hứa hẹn sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp. Ngày nay thuận lợi cho việc kinh doanh, đầu tư của con giáp tuổi Sửu với sự hỗ trợ của thiên tài. Bản mệnh sẽ có những đánh giá sáng suốt trong kế hoạch hợp tác, nhận ra được cơ hội khi mà người khác vẫn còn đang cảm thấy hoang mang. Thổ, kim tương sinh giúp cho sức khỏe của bạn ngày càng được cải thiện rõ rệt. Người ốm bệnh sẽ may mắn tìm được loại thuốc hoặc thầy thuốc, bác sĩ phù hợp, hoặc bạn sẽ nghe và làm theo một lời khuyên có giá trị. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim dễ vướng với mâu thuẫn với người có chức quyền. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, không nên nóng nảy, hành xử nông nổi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, chú ý cách diễn đạt và hành xử của mình. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tương, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Vấn đề liên quan tới tiền bạc là một trong những vấn đề khiến cho người tuổi Dần bận tâm hơn lệ thường trong ngày có kiếp tài ngăn trở. Dường như bạn đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ, quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì. Điều này về lâu dài sẽ không mang lại điều tích cực cho bạn. Ngày 8 tháng 12 năm 2020 là ngày sát chủ. Hôm nay, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, chăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại bất kể đối với tuổi nào. Vì thế, bản mệnh nhất định không được chủ quan nên lưu ý tuổi điều này. Mộc kim xung khắc nhắc nhở bản mệnh cẩn thận với chuyện tiền nong của bạn trong ngày hôm nay, nhất là khi bạn chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ gặp nhầm lẫn, do đó nên nhờ người khác soát lỗi cho bạn thì sẽ tối ưu hơn. Tử vi tuổi Giáp Dần, không tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi Bình Dần, hòa, vợ chồng lạnh nhạt, thiếu quan tâm đến nhau. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, cần dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, không nên dễ dàng đầu hàng nghịch cảnh. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, khó khăn giúp bạn phát hiện ra được tiềm lực của bản thân. Con số may mắn 6, 1, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương, trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày, lục xung xuất hiện trong ngày này cũng là lời nhắc nhở con giáp tuổi Mão nên tránh to tiếng, cũng không nên đưa ra lời khuyên cho ai cả. Sự nóng này của bạn sẽ làm hỏng mối quan hệ hiện tại, bạn phải kiểm soát vấn đề cảm xúc của mình càng tốt hơn.
Trong khi tâm trạng của con giáp tuổi Mão trong ngày hôm nay hoàn toàn không có gì tích cực, lại thêm tỷ kiên nên bạn chẳng muốn tin ai, cũng không cho phép mình chia sẻ những tâm tư đó với bất cứ ai. Điều này vô tình tạo thêm gánh nặng tâm lý cho bạn một cách không cần thiết. Nếu có thể thì hãy mở lòng để được chia sẻ nhiều hơn. Mộc kim xung khắc ảnh hưởng tới kế hoạch tiền bạc của bạn, do đó bạn nên tránh mất kiểm soát để cho cảm xúc làm chủ, đến nỗi mua sắm bốc đồng chỉ vì sở thích nhất thời, hoặc có những người sẽ mua chỉ giải quyết nỗi buồn trong ngự trị trong tâm mình. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, hàng hải bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, dễ bỏ cuộc giữa chừng nếu gặp khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, gia đình hòa hợp, vợ chồng thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem lịch ngày tốt, nhờ có lục hợp mà còn giáp tuổi Thìn để được nâng đỡ, che chở trong ngày này, giúp cho mối quan hệ của bạn trở nên hài hòa hơn. Nhiều người xả được áp lực nhờ vào một số việc đơn giản, như thế mà bạn tránh được việc gây hại cho mọi người xung quanh chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của bạn. Hứa hẹn là sẽ có nhiều nguồn thu đổ về giúp cho con giáp tuổi Thìn dùng dình tiền tiêu. Thế nhưng cũng đừng vì thế mà tiêu xài quá hoang phí trong những ngày này. Hãy cẩn trọng hơn trong các kế hoạch của mình và không quên lên kế hoạch cho từng khoản chi để bạn có được mục tiêu cụ thể và rõ ràng hơn. Thổ kim tương sinh mang tới tín hiệu đáng mừng giúp cho bạn tránh được những rắc rối liên quan tới sức khỏe, nhất là với những ai đang có mục tiêu nhất định về cân nặng. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, tinh thần làm việc nghiêm túc được đánh giá cao. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, suy nghĩ cởi mở hơn khi tiếp xúc với công việc mới. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, vợ chồng dễ gặp chuyện bất đồng ý kiến. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Thân, Tuất. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn khi có nhiều người theo đuổi và muốn có được tình cảm của bạn nhờ có sự che chở của tam hợp. Điều này cũng khiến cho những ai độc thân khá phân vân trong việc lựa chọn. Bạn nên bình tĩnh để thời gian nữa mới hiểu ai thực lòng với mình. Thương quan khiến cho con giáp tuổi Tỵ cảm thấy hoang mang vì những mớ bỏng bong trước mắt. Tuy nhiên, hãy yên tâm rằng ai đó sẽ nhắc nhở bạn, cho bạn thấy thực tế mọi việc như thế nào và giúp đỡ bạn để đưa tất cả về với guồng quay quen thuộc của chúng. Kim hỏa xung khắc dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bạn không lường trước được, một số bất trắc có thể xảy ra. Khuyên bạn, bản mệnh nên ưu tiên những giải pháp an toàn, hãy nghĩ tới dài hạn vì bạn sẽ dễ mệt tiền đấy. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, cần chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, dễ gây mất lòng với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, ôm đồ nhiều công việc, không nên tham lam. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, nên lập kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi phương Đông, đây là ngày mà con giáp tuổi Ngọ dường như trở nên tràn đầy sức lực và tinh thần hào hứng với công việc, với sự nâng đỡ của thực thân. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn năng lượng của mình một cách hiệu quả nhất lại là một vấn đề mà bạn cần phải lưu tâm. Hỏa kim xung khắc cho thấy bạn rất dễ bị từ chối trong ngày này chỉ vì một điểm nhỏ nào đó. Bạn phải tìm cách xử lý nỗi thất vọng đang dấy lên trong lòng mình, vì ngày hôm sau bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn với cách suy nghĩ ở hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, không nên nóng nảy nói lời tổn thương với người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, kiếm tiền chân chính dựa trên sức lao động của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, có cơ hội phát tài bất ngờ. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Mão, Hợi.
tử vi tuổi Mùi. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thiên tài giúp cho con giáp tuổi Mùi có lợi thế hơn về tiền bạc so với những người xung quanh. Thế nhưng bạn vẫn nên khiêm tốn bạn nhé. Không ai biết được vận may của bạn sẽ được duy trì bao lâu, do đó luôn phải đối tốt với mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thổ kim tương sinh thuận lợi cho những ai đang có mục tiêu cải thiện vận trình tình cảm. Người độc thân nên chủ động hơn trong việc tấn công. Những ai đã có đôi có cặp hãy thể hiện sự lãng mạn của mình để gia tăng sự mạnh gắn kết với người ấy. Theo lịch vạn niên, nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 dương lịch, là ngày Can Ất. Ngày Can Ất thì không trị bệnh ở hầu, do đó bản mệnh nên lưu ý tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, cẩn thận kẻ tiểu nhân xuất hiện mưu tài đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, trở nên lờ là, thiếu tập trung khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hòa, vượt qua các thử thách để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão. Tử vi tuổi Thân. Xem bói tử vi, nhờ có tam hội mà con giáp tuổi Thân cảm thấy trân trọng mối quan hệ đang có như một tác nhân lạ nào đó mà bạn chưa từng nghĩ tới. Nhất là những ai đang trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, càng thấy hạnh phúc vì những tình bạn lâu năm, cho dù bạn đã từng thất vọng và loại bỏ một số người bạn xấu ra khỏi cuộc sống của mình. Chính quan hồi thúc khiến cho con giáp tuổi Thân đang ở trong một trong những giai đoạn mà bạn khao khát thay đổi, và lần này bạn đã sẵn sàng để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, đừng kịch tính hóa những lời bạn nói, nếu không, có thể bạn sẽ gặp áp lực vì chính những thứ mình vạch ra trong giấc mơ đấy. Kim khí vượng nhắc nhở bạn mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, nhất là với những ai hay bị đau ốm thường xuyên. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, đối mặt kẻ tiểu nhân, dễ vướng vào rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân, hòa, hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, chứng minh bản thân bằng hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, nửa kia thấu hiểu và biết sẻ chia. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, Dậu Dậu tự hình khiến cho con giáp tuổi Dậu hay trách móc bản thân chỉ vì một chuyện nhỏ mà bạn không làm được. Thực ra việc này xuất phát từ góc nhìn tiêu cực của bạn mà thôi, vì tình hình thực tế còn rất đáng để hy vọng. Những kỳ vọng quá lớn lao của con giáp tuổi Dậu có thể là nguồn cơn cho chính những nỗi thất vọng của bạn trong ngày hôm nay khi bị thiên quan ngăn trở. Kim khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, do đó trở nên chủ quan người tuổi Dậu nhé. Nhất là với thời tiết miền Bắc đang ngày càng lạnh hơn như thế này thì nhất định phải giữ ấm. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hòa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, phản ứng nhanh nhạy khi đứng trước mọi vấn đề. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, tiếp tục cố gắng để đạt được thành công. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, xem tử vi hàng ngày, tam hội khuyến khích cho con giáp tuổi Tuất thoát ra khỏi vùng an toàn để làm điều gì cho bản thân cũng như lẫn người xung quanh. Hãy thử giao lưu, tương tác nhiều hơn, bạn sẽ thấy rằng mọi mối quan hệ được xây dựng một cách nhanh chóng đến thần kỳ nhờ vào chính sự vui vẻ và thân thiện của bạn. Tài lộc dồi dào ghé thăm cùng với sự xuất hiện của chính tài được xem là tín hiệu tốt để con giáp tuổi Tuất có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Một số người hoàn trả được khoản nợ đang có để có được cuộc sống ung dung, thoải mái hơn. Ngũ hành tương sinh cũng giúp cho các vấn đề sức khỏe của bản mệnh được cải thiện khi bạn gần đây duy trì được lối sống lành mạnh. Với những ai đang bắt đầu thử theo đuổi lối sống này thì cũng có thêm nhiều động lực để tiếp tục thói quen tốt. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, chờ đợi thời cơ thích hợp để khẳng định giá trị bản thân. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, mạnh dạn nêu lên quan điểm, ý kiến của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, cần quan tâm đến con cái nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất,
Thủy, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình xa cách. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Chính ấn mang lại cho con giáp tuổi Hợi đủ lợi thế nhất có thể. Có thể bạn chỉ cần cố gắng chơi đúng luật nhất, vẫn có người lợi dụng điều đó để mang lại lợi ích cho riêng họ. Vậy thì hãy cố gắng để điều chỉnh và làm những gì mà bạn có thể mà thôi, không nên chạy theo để cố làm hài lòng họ. Thủy kim tương sinh lợi cho vận trình tình cảm của bản mệnh, nhất là những cơ hội mới cho những cặp đôi mới quen. Hai người sẽ trở nên gần gũi hơn trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Những ai đang giận dỗi cũng sẽ có cơ hội để hòa giải căng thẳng, mâu thuẫn. Theo Hải Thượng Lan Ông, hôm nay là ngày 24 âm lịch, nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không nên than thần trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy phát huy ưu điểm thông minh, nhanh nhẹn của mình. Con số may mắn 8, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi thứ 3 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của 12 con giáp. Tuổi nào sẽ gặp được nhiều như ý trong ngày hôm nay? Đó có thể là người tuổi Tuất. Tuổi nào vướng phải nhiều rắc rối nhất trong ngày thứ 3 này? Đó có thể là các tuổi Sửu hay tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.